lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, tam hợp che chở chọn vận trình tình cảm cho con giáp tuổi Mùi bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất. Thời gian này là cơ hội tốt để các cặp đôi đưa ra những quyết định quan trọng. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, tam hội xuất hiện vào thời điểm này cho thấy nếu con giáp tuổi Tý muốn thay đổi mình thì hãy bắt đầu bằng việc mở rộng mối quan hệ. Thực thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý có một ngày thuận lợi, bản mệnh nên sử dụng nguồn năng lượng cơ thể dồi dào mà bạn có được cho các hoạt động thú vị trong ngày hôm nay. Như thế bạn sẽ có một ngày thật hiệu quả. Đừng lười biếng, nếu không bạn sẽ bỏ phí những ngày đầu tháng thú vị đấy. Thủy khí vượng khiến cho sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút. Có thể vì áp lực công việc lại thêm thể trạng không tốt nên bạn dễ bị đuối sức. Việc gì có thể hoàn thành sớm hôm nay thì nên thực hiện nhanh để có nhiều thời gian nghỉ ngơi vào cuối ngày bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, cuộc sống của bạn có nhiều cơ hội trải nghiệm. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, đừng vội tin lời hứa hẹn của ai đó. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, thực hiện việc gì hôm nay cũng thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, bạn có thể nhận được lời khuyên hữu ích. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, không nên hành động nông nổi theo cảm hứng nhất thời. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, nhờ tam hội nâng đỡ mà việc hợp tác làm ăn của con giáp tuổi Sửu hôm nay khá thuận lợi. Người thân có thể không giúp được gì cụ thể, nhưng chỉ lời động viên của họ thôi cũng đủ giúp cho bạn thêm sức mạnh thôi. Một ngày tuyệt vời dưới sự chỉ dẫn của thiên ấn để cho con giáp tuổi Sửu có thời gian hướng tới âm nhạc, nghệ thuật, hội họa. Những cảm xúc của bạn sẽ được đầy đủ trong ngày hôm nay. Đây là lúc bạn có cơ hội bày bổng với những ý tưởng của mình. Nếu bạn cảm thấy công việc quá mệt mỏi thì tại sao không nhân cơ hội này để trốn đi một chút nhỉ? Đừng vội vàng xử lý công việc khi bạn chưa thể có tâm trí giải quyết nó nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, có được sự tương trợ của người thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, sự nhiệt tình của bạn không được đáp trả. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, sự nghi ngờ có cơ hội được hóa giải. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, sự tự tin sẽ giúp bạn giải quyết nhiều việc. Tử vi tuổi Quý Sửu, tâm tư có nhiều vướng mắc vì trong lòng bất an. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh ngọc, hồng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Dần, xem lịch ngày tốt, lục hợp hỗ trợ cho những mối quan hệ của người tuổi Dần. Nếu không muốn giữ những bí mật cho riêng bạn thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ những thông tin ấy với mọi người. Tuy nhiên, đừng quên tìm ra cho mình một người đủ để hiểu, tôn trọng bạn và sẵn sàng lắng nghe bạn nhé. Chính tài là cơ hội để bản mệnh gia tăng tài sản, tài lộc cũng có cơ hội gia tăng khi bạn khai thác được khả năng của mình đúng cách. Thậm chí chỉ cần hỗ trợ ai đó việc gì thôi là bạn cũng có thể kiếm thêm tiền rồi. Mộc thổ xung khắc cho thấy có thể vì bản mệnh chủ quan nên không lường trước được các vấn đề liên quan đến sức khỏe, nhất là với những người bị bệnh mãn tính lúc này dễ bị đau nhức, phải uống thuốc để hạn chế cơn đau lại. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, quyết định vội vàng, dễ mắc sai sót. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, dễ bỏ dở giữa chừng khi gặp điều không như ý. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Mão, xem tử vi phương Đông, tam hợp mang tới cơ hội về một tình yêu mới cho con giáp tuổi Mão độc thân, nhân duyên thêm phần rực rỡ khi có người đưa đón, hẹn hò, giúp cho cuộc sống của bạn vui tươi hơn. Những ai đã có đôi có cặp hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò riêng tư lãng mạn sau một khoảng thời gian dài.
ảnh hưởng tích cực của thiên tài nên con giáp tuổi Mão dễ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này hoặc có thể nhận được tiền từ công việc phụ nào đó. Hôm nay, nhìn chung tiền bạc rủng rỉnh đủ để bạn mua món đồ mà bạn đã yêu thích từ lâu. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, dường như bạn trở nên sung sức hơn nhờ chế độ ăn hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ. Bạn cũng tránh làm việc quá sức và tránh xa các tác nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe trong thời gian này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy không nên nhụt chí, từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, tình cảm hài hòa như sự thấu hiểu, biết chia sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy chọn người mà lại cho cảm giác yên bình. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, có cơ hội cho bạn mơ mộng, nhiều điều như mong đợi. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, sự bình yên đến từ trong tâm hồn bạn. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, dậu, hợi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi phương đông, ngay có chính ấn, mặc kệ người khác nghĩ gì, con giáp tuổi Thìn hãy đặt bản thân mình lên vị trí trọng tâm. Khi bạn làm điều mà mình muốn, mọi người sẽ tôn trọng và sẵn sàng ủng hộ bạn mà thôi, đừng cảm thấy ngại ngần, bối rối vì điều đó nhé. Thổ thủy xung khắc gây ra những rắc rối trong mối quan hệ mà thậm chí bản mệnh cũng chưa từng nghĩ tới. Có những người cố tình không hiểu bạn thì có cố giải thích như thế nào thì họ cũng không chịu lắng nghe hoặc còn cố tình bẻ lái khiến cho câu chuyện gây bất lợi cho bạn đấy nhé. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, hãy thông cảm cho những vấn đề của đối phương. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, không được trở nên quá phụ thuộc vào ai đó. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nghĩ ngợi nhiều quá không phải là việc tốt. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, sự quyết đoán của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tin vào những giá trị mà bạn đã nuôi dưỡng từ lâu. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, lục xung xuất hiện cho thấy nếu con giáp tuổi Tỵ nhận thấy ai đó nhất định không chịu hiểu và chia sẻ quan điểm sống của bạn thì tốt nhất là đừng tốn thời gian cho họ nữa. Hãy dành thời gian cho riêng mình bởi vì bạn xứng đáng được tôn trọng và lắng nghe. Chính qua nhắc nhở việc duy trì nhịp bước đều đặn của mình là lời khuyên cho bạn hôm nay nhất người tuổi Tỵ. Đừng vì bất cứ lý do gì mà làm việc theo cảm tính khiến cho tốc độ xử lý công việc của bạn bị ảnh hưởng theo. Thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Nếu bạn đang muốn có sự giúp đỡ của ai đó để có thể giải quyết một tình huống khó khăn mình vướng phải thì tại sao lại không chủ động lên tiếng mở lời với họ nhỉ? Đừng lăn tăn gì bởi vì đối phương đang rất sẵn lòng hỗ trợ bạn với điều kiện là bạn mở lời ra đấy. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, hành động quyết liệt, bạn sẽ tìm ra được chân lý. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, những suy nghĩ của bạn mâu thuẫn nhau rất nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy quan sát mọi thứ một cách cẩn trọng hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nhớ chọn người siêng năng, chăm chỉ để kết giao. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, từ lựa chọn đã cho thấy bạn vượt trội hơn hẳn người khác. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi ngày 7 tháng 7 năm 2020. Thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ đừng vì tin tưởng ai đó mà chia sẻ hết mọi thứ với họ. Những người này có thể đang có ý định xấu khi họ sử dụng thông tin của bạn đấy. Ngoài ra, tránh việc phóng nhanh vượt ẩu kẻo dễ gây tai nạn nhé. Hỏa thủy xung khắc còn cho thấy chướng ngại tinh thần trong ngày hôm nay rất lớn. Nếu bản mệnh không tìm cách để tự giải thoát cho mình thì bạn sẽ còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Nếu có thể hãy tâm sự với một người thân thiết nào đó để tâm tư được thoải mái hơn. Theo Hải Thượng Lan Âu, hôm nay là ngày 17 âm lịch, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh tre. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương,
và chạm mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim tránh việc thiếu niềm tin, nói những lời khó nghe. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy đưa ra dự đoán sớm và tìm cách xử lý. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa nghi ngờ của bạn cuối ngày sẽ tìm được lời giải. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ nếu phải đưa ra ý kiến hãy suy nghĩ thật kỹ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc tính tình hiếu thắng, không chịu được lời khích bác. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, hồng, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem bói tử vi, tam hợp che chở cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất. Thời gian này sẽ là cơ hội tốt để các cặp đôi đưa ra những quyết định quan trọng. Trong khi đó, buổi hẹn hò lãng mạn cùng người mà bạn thầm thương trộm nhớ cũng sẽ cho bạn những cảm xúc mới trọn vẹn. Thiên ấn hỗ trợ cho công việc cho những ai có người tuổi Mùi làm việc liên quan tới ngành y, nên phát huy được ý đức thì sự nghiệp sẽ càng thịnh vượng. Bên cạnh đó, những ai kinh doanh tự do cũng bắt đầu tìm ra được hướng đi phù hợp cho mình để cải thiện công việc hiện tại. Thổ thủy xung khắc ảnh hưởng không tốt đến vấn đề tài chính của bản mệnh. Hãy hạn chế việc cho vay tiền lúc này vì bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng nợ khó đòi. Ngoài ra, cũng đừng tiêu sang cả tiền tiết kiệm của bạn đấy nhé. Cẩn thận hơn với việc chi tiêu. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, bạn giúp người khác đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, có được sự tin yêu và thấu hiểu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hãy nhắc nhở ai đó khi họ đi sai đường. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, trở nên nổi nóng sẽ hỏng việc đấy nhé. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, có cơ hội gặp được người trong mộng. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường xám, nâu, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Thân. Tử vi 12 con giáp nhận thấy thần hợi tương hại, nhắc nhở con giáp tuổi Thân chớ nên vội vàng tin tưởng ai, nhất là với những người mà bạn chẳng biết họ xuất hiện từ đâu. Ngoài ra, bạn cũng nên phân định rõ ràng việc công, việc tư, nếu không để hai việc này liên quan tới nhau sẽ khiến cho công việc của bạn trở nên rối tinh hơn đấy. Rắc rối nào rồi cũng có thể nảy sinh hôm nay dưới tác động của kiếp tai. Và nếu con giáp tuổi Thân cứ chần chừ không xử lý thì mọi việc có thể sẽ vượt qua tầm kiểm soát. Hãy cố gắng dành thời gian tìm hướng giải quyết cho chúng triệt để thay vì để những phiền toái làm đau đầu bạn lâu dài nhé. Kim thủy tương sinh hậu thuẫn cho các vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh, nhưng dù ít hay nhiều tiền thì không được tiết lộ cho ai đấy bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy có những nỗi buồn khó nói thành lời. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa nếu cần nên nói chuyện thẳng thắn. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ chớ nên tiết lộ bí mật của mình cho ai khác. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc chớ nên trả thù ai đó, hãy bao dung cho họ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần bình tĩnh trò chuyện. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn. Tử vi tuổi Dậu, xem lịch ngày tốt, giúp đỡ người khác là cần thiết, tuy nhiên đừng vì ảnh hưởng của tỷ kiên mà trở nên ích kỷ ngay sau đó khi đặt nhu cầu của người khác lên trên chính bạn trong ngày hôm nay. Nếu bạn muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết phải tôn trọng bản thân đã, nếu không bạn có thể sẽ là người bị tổn thương đấy. Ngũ hành tương sinh giúp bạn cuối cùng cũng tìm được cho mình khoảng bình yên mà mình mong muốn. Có thể vấn đề tiền bạc của bạn được giải quyết nên bạn cũng cảm thấy thoải mái, vô tư hơn, không phải suy nghĩ quá nhiều. Theo xem ngày tốt xấu theo nhị tập bát tú, hôm nay một số việc bạn muốn làm thì nên thực hiện ngay. Tốt nhất là các việc khởi tạo, chôn cất, cưới gà, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương hay dọn cỏ phá đất. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy chẳng ai luôn có thể làm mọi việc hoàn hảo được. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa suy nghĩ cẩn trọng, đừng đánh giá hời hợt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ nghe bản nhạc yêu thích, tâm hồn bạn sẽ lắng lại. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc hãy làm việc bạn thích, bạn sẽ không biết mệt mỏi. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim nhớ tìm niềm vui trong từng việc mình làm. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng,
bạc, quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2020, chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Tuất thuận lợi. Những mong đợi, những thay đổi trong đời sống thì ngày hôm nay là thời gian thích hợp để làm điều đó. Bạn hãy cứ thử mạnh dạn dấn thân xem sao, kết quả thậm chí sẽ vượt xa suy nghĩ của bạn ban đầu đấy. Thổ thủy xung khắc dự báo có điểm ngăn cản, do đó bản mệnh cần phải lưu ý, nếu có làm gì thì cũng phải xem xét trước sau cho thật cẩn thận, nhất là những việc liên quan đến giấy tờ. Ngoài ra khi tham gia giao thông cũng phải luôn đảm bảo an toàn nhất có thể. Theo lịch ngày tốt, hôm nay nếu đi đâu, bản mệnh nên ưu tiên các hướng tốt, đó là hướng Tây Nam, hạn chế hướng xấu là hướng Đông Bắc. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, bạn được hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống nhờ biết chia sẻ. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, có người đã thắp lửa hy vọng trong lòng bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tính cách có nhiều xung khắc, không nên cố tình đối đầu. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, hãy biết ghi nhận công sức của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, nhớ ngăn chặn rủi ro ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn là sửa sai. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, cam, vàng, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Hợi, tử vi hàng ngày nhận thấy Hợi Hợi tự hình khiến cho con giáp tuổi Hợi có xu hướng suy nghĩ tiêu cực. Có thể những gì bạn nghĩ tới có phần đúng nhưng không có nghĩa là không có cách cải thiện. Hãy học tập cách người khác xử lý nó, đừng ủ ê, chê bài hay than thở quá nhiều. Mọi người còn có cuộc sống riêng, không thể ở lại nghe chuyện của bạn mãi được. Thương quan dự báo bạn càng phụ thuộc vào người khác trong ngày hôm nay thì bạn càng cảm thấy đau đớn đấy con giáp tuổi Hợi nhé. Học cách yêu thương bản thân là điều quan trọng trong ngày này. Đừng trông đợi người khác yêu thương bạn trong khi bạn chưa thể làm được điều cơ bản nhất, đó chính là yêu thương chính mình. Cải thiện cuộc sống bắt đầu từ việc hiểu mong muốn của chính bạn đi nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, không nên quá tin tưởng vào người mà bạn chẳng thể hiểu rõ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, nhanh nhẹn trong từng hành động sẽ khiến cho mọi việc hiệu quả hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hãy dặn lòng mình rằng mọi việc sẽ qua. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, trở nên giao du với những người xấu, không hiểu chuyện. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, bạn chẳng thể nào càng đáng được việc của người khác. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp, tuổi nào gặp được nhiều may mắn trong ngày? Đó là các tuổi, tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mão. Con giáp nào có thể gặp nhiều rắc rối trong ngày này? Đó là các tuổi, tuổi Ngọ và tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.